Mỹ phẩm Annie tìm lại vẻ đẹp hoàn hảo. Việc sở hữu một làn da trắng hồng tươi tắn không chỉ là niềm tự hào mà còn là mơ ước của mọi chị em phụ nữ. Tuy nhiên, khi gặp các vấn đề da lão hóa và mất dần sức sống, các chị em mới tìm đến các loại mỹ phẩm như bột cứu cánh với mong muốn cải thiện sắc diện và lấy lại vẻ rạng rỡ tươi trẻ ngày nào. Hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực hóa mỹ phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ phẩm Annie đã cho ra đời các dòng sản phẩm kem dưỡng trắng da chất lượng, hiệu quả với nguồn nguyên liệu được nhập khẩu từ Thái Lan như kem dưỡng toàn thân Annie Super Whitening X2, kem phục hồi và bảo vệ da Annie Magical Facial, kem dưỡng Annie Face X2 cùng nhiều sản phẩm cao cấp khác. Kem Annie Super Whitening X2 là loại kem dưỡng da toàn thân với nhiều hợp chất vitamin tốt cho làn da, có tác dụng chống tia cực tím, phục hồi và bảo vệ da trước những tác động của môi trường, đem lại cho bạn làn da trắng hồng, mịn màng, không tì vết. Kem phục hồi và bảo vệ da Annie Magical Facial là một trong những sản phẩm dưỡng và phục hồi da tốt nhất trên thị trường, được đông đảo các bạn trẻ tin dùng với nhiều tác dụng tích cực như loại bỏ các vết thâm nám ngoài ý muốn, phục hồi và tái tạo vẻ đẹp của làn da, mang đến cho bạn một làn da mạnh khỏe và tươi sáng. Ngoài ra, kem Annie Magical Facial còn có đặc tính như một kem lót che khuyết điểm hiệu quả, vừa dưỡng trắng mịn da, vừa có tác dụng chống nắng giúp bảo vệ làn da khỏi ánh nắng mặt trời. Kem dưỡng Annie Face X2 là loại kem dưỡng trắng da mặt, không chỉ có tác dụng trị mụn và làm mờ các vết thâm do mụn, mà còn có tác dụng chống nắng, phục hồi và tái tạo da. Không cần dùng make up, bạn vẫn cuốn hút với làn da trắng hồng tự nhiên đầy sức sống với đặc tính mềm thẩm thấu nhanh vào da, mùi thơm nước hoa, giữ ẩm giúp đẩy nhanh quá trình trắng da gấp 2 lần. Kem Anyface sẽ đem lại cho bạn sự hài lòng với làn da đẹp lên từ ngày. Có thể nói, với giá thành phù hợp cùng những sản phẩm chăm sóc da hoàn hảo, công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ phẩm Annie sẽ luôn là lựa chọn ưu việt của chị em phụ nữ để sở hữu một làn da trắng sáng rạng ngời.